Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2, môn sinh học chính. Nội dung ôn tập bao gồm các bài: bài 43, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật; bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật; bài 48, quần thể người; bài 50, hệ sinh thái; và bài 54, 55, ô nhiễm môi trường. Chúng ta đi vào nội dung của từng bài. Bài 43, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống của sinh vật. Phần 1, ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật. Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý, sinh hóa của sinh vật, vì vậy có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Căn cứ vào nhiệt độ, người ta chia sinh vật thành hai nhóm là sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt. Sinh vật biến nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Ví dụ, nhiệt độ môi trường tăng thì nhiệt độ cơ thể sinh vật đó tăng, nhiệt độ môi trường giảm thì nhiệt độ cơ thể sinh vật đó giảm. Ví dụ, vi sinh vật, thực vật, nấm, động vật không xương sống và một số lớp của động vật có xương sống là cá, lưỡng cư, bò sát. Sinh vật hằng nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Dù nhiệt độ môi trường tăng hay giảm thì nhiệt độ của cơ thể sinh vật vẫn luôn giữ ở một mức ổn định. Ví dụ, chim và thú. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật. Độ ẩm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và phân bố của sinh vật. Căn cứ vào độ ẩm, người ta chia động vật và thực vật thành hai nhóm. Đối với động vật thì chúng ta gọi nó là động vật ưa ẩm và động vật ưa khô. Đối với thực vật, chia ra thành thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn. Bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Các sinh vật sẽ có hai mối quan hệ chính là quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài. Quan hệ cùng loài, các sinh vật sẽ hỗ trợ hoặc là cạnh tranh với nhau. Chúng hỗ trợ trong điều kiện thuận lợi, ví dụ nơi ở có diện tích hoặc là thể tích hợp lý, nguồn sống đầy đủ. Vì vậy, các sinh vật sẽ được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn hơn. Quan hệ cạnh tranh. Quan hệ cạnh tranh sẽ xảy ra khi gặp điều kiện bất lợi như là thiếu thức ăn, nơi ở chật chội, số lượng cá thể trong cái quần thể đó tăng lên quá cao, hoặc là con đực tranh giành con cái. Vì vậy sẽ dẫn đến là một số cá thể không chịu đựng được sẽ tách ra khỏi nhóm, làm giảm nhẹ sự cạnh tranh và hạn chế cạn kiệt nguồn thức ăn. Ví dụ của quan hệ cùng loài cạnh tranh đó là các con sói tranh giành thức ăn với nhau. Một mối quan hệ nữa là quan hệ khác loài. Quan hệ khác loài cũng chia ra thành hai mối quan hệ lớn là hỗ trợ và đối địch. Trong mối quan hệ hỗ trợ chia ra làm hai mối quan hệ nhỏ hơn là cộng sinh và hội sinh. Đối địch được chia thành ba mối quan hệ nhỏ là cạnh tranh, ký sinh nữ ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Quan hệ cộng sinh có đặc điểm, đây là sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Hội sinh là sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi cũng không có hại. Quan hệ cạnh tranh, các sinh vật sẽ tranh giành thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống của môi trường, các loài sẽ kìm hãm sự phát triển của nhau. Quan hệ ký sinh nữ ký sinh, sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, chúng lấy các chất dinh dưỡng, máu từ sinh vật đó. Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác bao gồm các trường hợp động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt con mồi và thực vật bắt sâu bọ. Bài 48, quần thể người. Chúng ta cần phân biệt được sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác. Thì ngoài những đặc trưng chung của một quần thể sinh vật,
ví dụ như là khả năng sinh sản hay là giới tính, thì quần thể người còn có những đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế, xã hội như là pháp luật nè, hôn nhân, giáo dục, văn hóa. Sự khác nhau này là do con người có lao động và có tư duy. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể. Đây là ba cái tháp tuổi điển hình và đây là một cái bảng so sánh giữa tháp dân số trẻ và tháp dân số già. Tháp dân số trẻ các em quan sát, đây là tháp A, còn tháp dân số già là tháp tháp C. Ở tháp A cô thấy được là đáy rộng, cạnh xiên và đỉnh của nó nhọn. Tỷ lệ sinh ra và tỷ lệ chết đi đều cao, tuổi thọ trung bình thấp. Tháp dân số già là ở tháp C, đáy hẹp hơn so với tháp dân số trẻ. Cạnh của nó thẳng và đỉnh của nó không nhọn. Tỷ lệ sinh, cái đoạn màu vàng này, và tỷ đề tử, cái đoạn màu cam này đều thấp. Tuổi thọ trung bình thì cao. Tháp dân số trẻ gặp ở một số nước đang phát triển, ví dụ như Việt Nam của chúng ta này, Thái Lan này. Còn ở tháp dân số già gặp ở những nước phát triển, ví dụ Mỹ, Nhật Bản hoặc là Anh, Pháp, Đức. Bài 50, hệ sinh thái. Các em cần nắm được khái niệm như thế nào được gọi là một hệ sinh thái. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã đó được gọi là sinh cảnh. Trong một cái hệ sinh thái thì các sinh vật sẽ luôn luôn tác động với nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm các thành phần vô sinh như là đất, đá, nước thảm mục và xác của những sinh vật. Sinh vật sản xuất đa số sẽ là thực vật. Sinh vật tiêu thụ bao gồm động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt. Sinh vật phân giải, ví dụ như nấm, vi khuẩn, địa y, mối đất. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích đứng phía sau tiêu thụ. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung thì tạo thành một cái lưới thức ăn. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh sẽ bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Chủ đề ô nhiễm môi trường là bài 54 và 55. Ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn. Các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại đối với đời sống của con người và các sinh vật khác. Ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra còn do một số hoạt động tự nhiên như là núi lửa, lũ lụt. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đa số sẽ là các hoạt động do con người gây ra. Cô sẽ kể một số cái tên, ví dụ như là con người thải khí độc vào bầu khí quyển, con người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc, con người sử dụng các chất phóng xạ, các loại chất thải lỏng và rắn, các tác nhân sinh học. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em có một kỳ thi thật là tốt.